Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi nhân vật bartender. Bởi vì sắp tới Noel rồi mình sẽ... làm clip về trang phục Noel để cho các bạn cùng xem. Và bộ trang phục này là bộ trang phục B. Các bạn làm nhiệm vụ thì sẽ nhận được nha. Các bạn có hai sự lựa chọn, đó là cao bồi và bartender. Bạn nào thích chơi trách nam thì chọn cao bồi, thích chơi trách nữ thì chọn bartender. Thích đi hóng hớt sushi thì chọn cao bồi, còn thích đi hỗ trợ cover thì chọn bartender nha. Mình thì mình chơi bartender là bởi vì mình kiểu như là thích tập cai, với lại thích đi hỗ trợ giải cứu cho đồng đội, rồi cho đồng đội uống rượu này kia, rất là xịn sò. Uống rượu vô thì sẽ đầy máu. Mình thì không có một cái bộ trang phục A nào của bartender cả. Bây giờ còn xài skin B nè. Nhân dịp Noel này thì có NE có cho làm nhiệm vụ để nhận được trang phục B của bartender, thì mình tranh thủ luôn. Năm ngoái là trang phục của em Ma Thợ Vườn, năm nay là của bartender. Bộ trang phục này rất là xinh. Nói chung là mấy trang phục Noel thì trang phục nào cũng xinh hết. Và đặc biệt luôn là mình cũng đã mua được cái skin của kẻ gác rừng, skin A rồi. Mình sẽ làm clip sau cho các bạn xem nha. Mới vô mà bé gái bị dí đầu tiên luôn kìa. Và đặc biệt có cái điều này mình muốn chia sẻ, đó là ngày sinh nhật của mình là ngay ngày Noel luôn nha cả nhà. Ghê chưa, sắp tới rồi. Cho nên những cái thứ, những cái đồ nào mà những cái thứ mà về Noel đó mình đều rất là thích. Tới đây bé gái ơi, lên đây, leo lên mình cai cho. Trời ơi cái quân què dĩ dây bà, thôi xuống đây bà chưa chịu rồi. Cai cho một khúc luôn. Đừng có xuống nha trời. Mới vừa nói luôn á. Bé gái mà đừng có xuống thì mình cai được nữa luôn á. Trận này mình mang 36 nha cả nhà. Mình mang 36 đi giải cứu. Trận này team không có rep. Không biết bé gái uống rượu được không nhỉ. Nghe bữa mấy bạn trong group nói là bé gái được uống rượu mà mình cũng chưa thử nữa. It's time to stop, okay? Tới đây xem nào. Không được. Được. Bé gái không uống rượu được. Vậy là game này là có nữ điều phối với lại cô gái mù, và bé gái là không được uống rượu. Trời ơi, mà bé gái mà được uống rượu là ngon lành liền. Nhưng mà kiểu như là con nít con nôi, cho nên mấy em học sinh không có được uống rượu bia. Nói về rượu bia thì hồi lúc trước mình cũng dễ sợ lắm, cũng uống nhậu nhẹt thì đồ kinh khủng lắm, nhưng mà sau này bỏ. Bỏ không biết bao nhiêu năm rồi. Hồi đó là kiểu như thời còn trẻ trâu là hay đi chơi với bạn bè, còn ăn uống là nhậu nhẹt này kia kiểu như. Cái phong trào, còn bây giờ thì bỏ lâu lắm rồi. Mình dân game thực thụ, dân game chính tổng luôn. Cho nên khu vui của mình là chỉ có game. Đỡ phải tụ tập ăn chơi. Không được, không tốt. Ơ bé gái lại đây. Ok, kẹt. Đập mình lấy. Ôi mẹ ơi, phấn khích. Giải tán. Ôi tự nhiên mình đang tính đập ballet nó, sao mình nó phấn khích cái sợ quá. Không dám làm gì luôn á. Phải đó mà đập ballet là bị ăn hit liền luôn. Ôi trận này toan hoang rồi cả nhà ơi. Mình còn bình rượu. Nó soi mình luôn kìa. Rồi ai đi giải mã. Yeah.
mình chơi với team của mình nha cả nhà, team của mình luôn, trong nhóm của mình. Bạn ngủ, bạn trầm cảm và bạn bu lô, bạn lắc là bạn bạn ấy là giới tính nữ nha cả nhà. Trời ơi, nó chém thì chém chuối á. Để tới hiêu trò. Oh what the fuck. Trời đất ơi. Trời ơi, tôi không thấy gì luôn á. Một cái gương nó còn một giây. Trời ơi, bất ngờ ghê luôn á. Mình giật bắn người luôn cả nhà. À, mình không nghĩ là nó xoay gương nó đánh mình luôn á. Trời. Trời ơi, chạy đi. Chạy đi bé gái thôi. Bạn bé gái là người con trai đầu tiên á. Bạn ráng mà sống sót. Trời ơi, mình không nghĩ là pha đó nó ăn tẹt vô mình luôn á. Còn bà madame này bà kinh quá mọi người ơi. Gương quá xịn rồi. Gương còn một giây mà đủ chém mình kiểu đó. Sách luôn mỹ nhân. Bị tạo nghiệp cho dữ vô ha. Team này xè lòe, trận này xè lòe. Không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa. Chảy được kìa. Ui nó mà phấn khích mà còn sợ đáng gì, tiếc quá sợ ba. Ủa rồi bà madame này bán làm sao vậy? Rồi bà mục tiêu của bà là ai? Cuối cùng bà muốn gì? Tự nhiên bà muốn tùm lum người hết trơn. Bà bắt mình bỏ lên ghế xong bà ra quýnh mỹ nhân. Xong mình được cứu bà bỏ mình bà đi quýnh người khác. Ôi còn hai máy này cho đủ giải mã nè. Rồi xỉu nữa rồi. Trời ơi, bà mỹ nhân bà giống như trái chuối đó cả nhà. Y như là chém chuối vậy đó. Bà bị bầm dập luôn á, nãy giờ bà bị chém nhiều nhất luôn á. Thôi giờ mình sẽ đi cứu. Đầy máu rồi, khỏe rồi. Để canh máu cứu nha cả nhà. Cứu sớm không có hay. Để câu kéo thời gian chút cho bé gái giải mã. Bé gái giải mã cái máy ngay giữa mát nữa mới chịu. Cứu nè. Vô. Nhánh 6 muôn năm. Trận này hình như team mình ai cũng mang nhánh 6 hết á. Chơi lầy lội vậy luôn á. Ôi, bà bartender lúc mà bà bị mất nửa máu, bà đi cái tướng mắc cười của cả nhà. Y như là bị đau bụng mà muốn đi nhà xí vậy đó. Ủa nó, tới qua nó dí mình luôn hả? Sao tiên dữ vậy? Ờ đúng rồi, nó thấy mình rồi kìa. Ôi chị madame ơi, chị tha cho em đi chị ơi. Chị sao á chị ơi. Trời gương kia. Hiếm quá, mình còn bình rượu cuối cùng đó là bình rượu tăng tốc. Bình rượu tăng tốc của bartender nén được gương của madame á nha cả nhà. Khi mà madame đặt gương mình nóc rượu vô một cái là bảo đảm luôn chạy khỏi cái gương liền. Và madame này bả lười đập palette lắm nè. Ô kẹt. Ô là trời. Cái đó mình bị kẹt một nhịp, tự nhiên bị quay cái đầu lại chút. Không mà mình vẫn còn chạy, còn nhây bỏ thêm một mấy vòng nữa. Cái trang phục này trang phục B của madame rất là xinh luôn. Nói chung trang phục B của madame trang phục nào cũng đẹp. Mà mình thì mình chưa mở ra được cái trang phục này. Bé gái đi qua cứu còn bị soi nữa tội. Bỏ rồi kìa. Ơ hai cái bạn kia nãy giờ có heal không? Người ta làm gì vậy trời? Mình tưởng là bạn Nguyễn Nhân với bạn Si ở bên đó heal cho nhau. Giờ còn một máy cuối rồi, đi giải mã đi. Hy vọng lục ra ống tim. Yes. Trời ơi ước gì được đó.
Phải chi tôi ước là tôi đập cầu tôi ra skin ép lý bịch hay là gì có cũng đỡ mừng. Ước ống chích ra ống chích. Rồi xỉu luôn. Hên là mấy gái chai le qua đúng lúc dễ sợ luôn á. Còn không là đi bộ ra tới đó là bảo đảm bạn siêu quá nửa máu đi. Giờ mình sẽ sửa cái máy cuối. À bạn nào mà có mở ra được cái trang phục nào mới á, những cái trang phục S hoặc là những trang phục mới sắp tới đây thì các bạn nhớ cho mình mượn ăn nha. Các bạn BN qua cho mình. Bảo các bạn cứ BN qua cho mình rồi các bạn Facebook rồi cái gì gửi qua bên Facebook cho mình cũng được. Mình thì mình chơi PC nên có thể quét mã được nha cả nhà. Bạn nào mà tin tưởng mình á thì đưa luôn cái ạc cho mình luôn cũng được nữa. Đưa hết thông tin đây cho tôi cũng được không sao. Còn bạn nào không tin tưởng thì cứ quét mã PC. Mình tính đi qua bên đó mình coi mình cứu á. Bả cam máy cuối rồi. Thôi mình giải nốt cho cái máy được không. Nãy thấy bạn Chi Chi pin 70+% rồi mình tưởng bên đó ổn rồi. Vậy nè. Trời ơi, chị mà đen. Bà bất ngờ ghê á. Ấy da. Trời ơi, né được một hit rồi cuối cùng cũng mày ăn chém. Bà cam máy. Bà cam máy chân chi quấn chân chi gục xong giờ qua đây múc mình. Được. Bà được lắm, bà đẹp à. Bà lười đập ba lép kìa. Khổ ghê. Trời ơi, tha cho em đi chị ơi. Còn xong rồi, Dương gấp kẹt. Dương ép gấp rồi. Ơ, riêng đi. Chết rồi, mình bị kẹp nhiều giữa như cái ổ bánh mì kẹp dịch hết trời. Á à, chịu luôn á. Bên trái là người, bên phải là Dương chạy đường nào. Bởi vậy hả, vô chơi ranh hả, mấy bạn ban ma đem khủng khiếp luôn. Ban nghe ngửa Galati luôn. Thôi, trận này có mình chết à, mình hy sinh rồi, bạn đi hết rồi. Cái hầm ngay đây luôn mới ghê chứ trời, tôi mà ráng cay được một khúc nữa chắc tôi nhảy được cái hầm luôn. Trận này quăng hoại vậy mà vẫn win. Công nhận. Và mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa. Các bạn chờ mình tí xíu nha. Mình sẽ qua trận 2 luôn nha cả nhà. Chơi không biết bao nhiêu trận rồi sao mình chưa có gặp cái map kiếp của Leo ban ngày nữa. Mình mà gặp làm cái clip Noel trong cái map kiếp của Leo ban ngày chắc đẹp lắm ha. Có mấy cái nón Noel này kia đội vô rồi mình chọi cái quả cầu tiết á, nó hiện cái nón ở trên đầu mình á. Nhìn nó rất là hợp. Đúng đúng. Sắp tới cầu COA rồi, thôi mình boost lớp cho các bạn nha. Chúc các bạn là sẽ mở ra được skin mà mình mong muốn. Chứ còn riêng mình thì cầu Conan đợt này mình ra hai thằng đực rửa luôn cả nhà. Mình thì mình chơi chết nữ không à. Thích chơi chết nữ mà nó cho mình hai thằng đực rửa luôn. Đó là forward và tẩm liệm. Tẩm liệm mình có 6 cái skin luôn á. Trời ơi, tôi thích skin bartender mà tôi không có một cái skin bartender A nào cả. Toàn là chơi skin B không thôi. Con lab cũng không có, COA cũng không có. Mặc trang phục mặc định bình thường. À, trang phục A bình thường cũng không có chứ không phải mặc định. Trang phục A trong cầu cũng không có luôn. Trời, nó nghèo gì đâu. Tới đây. Để tôi. Có tôi nè. Đập cái ballet không mỏ máu không vậy nè. Khổ ghê á. Không biết nhiều chuyện là vậy. Không dám xuống luôn cả nhà. Cái máy của mình gần xong rồi á. À, chị gây sao phải trả giá. Phải trả giá với những gì mình đã làm.
dưới á mọi người. Tớ không dám xuống đâu mọi người ơi. Dưới là bảo đảm nằm bẹp dí luôn. À ở ngoài, ở ngoài. Thôi mình sửa cho xong cái máy này vậy. Phải đặt sẵn con bướm ở trong nhà luôn này, ghê chưa. Rào cửa luôn mới chịu. Chơi gắt đấy. Tính tới hiu mà bả cứ sẵn sàng ở đây hoài sợ quá. Ủa rồi rồi sao bạn polo xia xong đi giải mã đi trời. Đi sân si nữa kìa, đi sân si hít cứu kìa. Rồi mất con cứu luôn, rảnh háng dễ sợ. Thôi mình đi giải mã đây. Mình mà không đi giải mã là khỏi ai giải luôn. Trong cái team mình chơi thì rất là thích đi sân si cả nhà. Máy thì không giải mà cứ thích đi nhiều chuyện vậy đó. Xong rồi mình đánh 5 sờ rèm. Và mình ưu tiên làm những cái nhân vật mà có trang phục Noel trước nha cả nhà. Bởi vì gần sắp tới lễ Noel rồi, cho nên mình ưu tiên làm về chủ đề Noel trước. Còn những bạn mà yêu cầu mình làm những clip của những nhân vật nào thì mình sẽ xong cái đợt Noel này nha. Bây giờ chắc mình đi cứu quá à, trận này mình mang 39. Còn một máy à. Thôi mình mang 39 mình đi liều cứu cũng được, rồi body hết cỡ luôn. Si ơi qua đây giúp với Si ơi. Nó không thấy mình hả trời, thấy không? Thôi kệ. Tới nè, tới nè. Anh em chúng ta là một nhà. Đánh ghế, nó đánh ghế. Trời ơi, chị gây xa đánh ghế. Ủa, bỏng luôn hả? Quá dữ, quá dữ. Để mình đi hít bướm giùm cho. Hay quá, cứu luôn kìa. Ơ, bà gây xa bả lọt xuống dưới rồi cả nhà. Ngon lành. Vừa có cứu vừa có rượu. Hello motherfucker. À, bà ở đây. Chim hỏi. What the fuck, mình tưởng bà đi lên lại đường kia. Trời ơi bà ghê quá, bà dí mình luôn rồi. Như vậy trời giật mình luôn á. Tự nhiên qua đụng mặt bà. Chơi với thiệt. Trời ơi nó lên nhanh chưa kìa. Đang tính emote. Đang tính emote muốn rượu rồi. Ui. Ui. Hết hồn. Hên chưa? Trời phải đó hên vậy đó. Cứu cứu. Hay quá. Trời ơi. Rim luôn hả? Dễ sợ. Bạn lắc trầm cảm giải được 300%. Nguyên cái trận game này mình chưa gặp mặt bạn lắc luôn á. Giờ đi kiếm đồ lục chứ chưa có dám đi ra cổng đâu cả nhà. Sợ lắm. Tiền đạo bay là bắt đầu không biết là nó ở cổng nào đâu. Mình thì mùa này mình leo rank là mình chơi bé gái leo rank. Khi mà mỗi khi mà đi ra cổng là mình không có dám ra cổng. Mình sẽ để dành cái tele đó, cổng bên nào mở là mình dịch chuyển qua là mình đi luôn đó. Chơi bé gái cũng rất là lợi. Về cái vụ mà đi ra cổng đó cả nhà. Ui nó ở đây nè. Nó cam cổng gỗ rồi. Có cái đồng hồ không biết mình có đi ra được ngoài đó không nữa. Bà cứ sàng sàng ngoài này sao mà ra trời. Còn lâu mới hết mắt đỏ. 50 mấy giây lận. Chết cha, nó thấy mình rồi. Nó thấy rồi. Trời ơi. Trời ơi mình ăn bướm nữa mới chịu. Ăn bướm rồi đồng hồ bà cũng thấy nè. Bà gây xa đang đi bắt bướm đó mọi người. Ây da, trời nó chặn đâu. Ây da, trời ơi, còn cái xíu à. Lết vô, lết vô, lết vô. Trời ơi, xong rồi. Trời ơi, vô tới cổng rồi á. Tôi tức ghê, ước gì lúc này tôi tăng cái nhánh bò được 3 điểm. Bò thắng trong đó luôn.
Giờ sao? Mắt đỏ còn mười mấy giây nữa. Xi đi cứu, xi cứu. Hay quá. Phấn khích trước khi bị ăn ba lét hả ta? À không, ba lét rồi mới phấn khích. Hay quá, trời ơi, đợt này chị gây xe phải về đập mặt xoay lại rồi, vỡ mặt rồi. Hết mắt đỏ rồi. Còn cứu không ta? Còn cứu không Si ơi? Cover, cover. Còn cứu không bạn ơi? Còn, trời ơi, hay quá, yes. Trời ơi, tuyệt vời. Trời ơi, hay quá. Win luôn nè. Trời ơi, cái tướng mẹ gây xe kìa. Trời ơi, hên quá, hay quá. Trời ơi, team mình đúng là team quốc. Like cho các bạn nè. À, và thôi mình sẽ kết thúc trận đấu ở đây. Hẹn gặp các bạn ở những video lần sau nha. Các bạn nhớ chờ đón xem nha. Tuy hơi chậm một tí xíu nhưng mà mình vẫn ra video đều đều. Chào tạm biệt mọi người, bye bye cả nhà.